Sở hữu thân hình thon gọn, cân đối là niềm khao khát không của riêng ai, kể cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên, do áp lực công việc, hoàn cảnh, điều kiện tập luyện sinh hoạt nên việc tập luyện hay ăn kiêng làm mất nhiều thời gian và rất khó để đạt như ý muốn, để loại bỏ những vùng mỡ thừa như bụng dưới, bụng trên, hai bên hông, hai bên đùi, hai cánh tay. Công nghệ đông hủy mỡ Quintet Defy ra đời đã đáp ứng được nhu cầu loại bỏ các vùng mỡ khó giảm này, đặc biệt là với chi phí thấp, phù hợp nhu cầu của hầu hết mọi khách hàng. Quintet Defy đã được chứng nhận CE đảm bảo cho chất lượng, an toàn và hiệu quả. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình Cẩm nang sức khỏe. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Thưa quý khán giả, nếu lướt qua các giới thiệu về Quintet Defy trên các diễn đàn làm đẹp, quý vị sẽ được giới thiệu về những ưu điểm nổi bật của công nghệ này, xứng đáng là bước đột phá trong công nghệ giảm cân không xâm lấn. Không phải đụng dao kéo nhưng mang lại hiệu quả tương đương phẫu thuật thẩm mỹ. Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, xin mời quý vị khán giả gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1 Tô Bảo Quốc, bác sĩ da liễu thẩm mỹ, trưởng khoa khám Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng. Xin chào chị Ngọc Thạch. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thì ngày càng có nhiều công nghệ giảm béo mới được cập nhật, do đó lựa chọn một phương pháp nào giữa một rừng các công nghệ khác nhau có thể nói là một đắn đo của rất là nhiều người. Một trong những công nghệ được lựa chọn nhiều nhất hiện nay đó là đông hủy mỡ Quintet Defy. Vậy thì công nghệ loại bỏ mỡ thừa khu trú bằng công nghệ đông hủy lạnh Quintet Defy là gì thưa bác ạ? Thưa quý khán giả, đông hủy mỡ đây là một kỹ thuật không xâm lấn, sử dụng nhiệt độ lạnh là âm 10 độ C để làm chết tế bào mỡ ở một số vùng nhất định trên cơ thể. Thì cơ chế này dựa trên nguyên tắc là các tế bào mỡ dễ bị tổn thương do nhiệt độ lạnh hơn những tế bào khác. Thì các tổn thương nó gây ra là phản ứng viêm cơ thể, rồi dẫn đến tế bào sẽ chết. Và sau đó đại thực bào sẽ đến dọn dẹp và đào thải ra khỏi cơ thể qua hệ bài tiết trong vài ngày hoặc là vài tuần. Thì quá trình này thì nó không có gây hại đến cái tổn thương da, thần kinh và các tế bào xung quanh. Thì đồng thời thì cũng chưa có ghi nhận là sau đó có tình trạng là tăng cái lipid hoặc là cái men gan sau khi điều trị. Quintet Defy thì đây là công nghệ giảm mỡ được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA đã được chứng nhận về những kiến thức về độ hiệu quả và độ an toàn và được áp dụng sử dụng vào năm 2010. Thì hiện tại tại Trung tâm Thẩm mỹ Hồng Hưng cũng đã có trang bị cái dòng máy Quintet Defy này thế hệ mới nhất với có 4 đầu để mình hút để giảm mỡ và có thể vận hành cùng một lúc 4 đầu để nhằm rút ngắn cái thời gian điều trị cái một số vùng trên cơ thể và đặc biệt là ở với một cái khách hàng, nhiều khách hàng có ít thời gian hoặc là những khách hàng mà cần phải làm nhanh. Vậy thì thưa bác, ưu điểm của công nghệ Quintet Defy so với các phương pháp giảm cân cũng như là giảm mỡ thông thường hiện nay là gì ạ? Về ưu điểm của Quintet Defy á, thứ nhất là đây là kỹ thuật không xâm lấn, không cần phải phẫu thuật. Thứ hai nữa là kỹ thuật này khá là an toàn, không gây bỏng da, không gây tổn thương thần kinh, mạch máu và những vùng da đều điều trị, không có nguy cơ nhiễm trùng cũng như là không cần phải gây mê tê gây mê trong quá trình phẫu thuật. Thứ ba là rất là thuận tiện, thì có thể thực hiện ngoại trú và hầu hết khách hàng thì sau khi thực hiện xong thì có thể đi làm lại bình thường trong ngày. Và thứ tư đó là nó có thể thực hiện hầu hết ở các vùng trong cơ thể, như vùng bụng, rồi vai, rồi với nọng càm, vân vân, nó có thể thực hiện được. Các tế bào mỡ sau khi đã chết thì có thể nó vĩnh viễn là bỏ hoàn toàn, rồi thay thế bằng cái tế bào khác. Chúng ta thực hiện cái công nghệ này thì chúng ta phải trải qua cái quy trình thực hiện như thế nào ạ? Về quy trình thực hiện thì trước tiên thì là cái khách hàng phải được bác sĩ thăm khám. Vì bác sĩ trong quá trình thăm khám thì bác sĩ có một cái bước là siêu âm định lượng cái mỡ và sẽ tư vấn cho mình một số cái vùng nào cần phải thực hiện. Và trong một ngày đó thì có thể là chỉ định trong một ngày mình làm thực hiện là bao nhiêu vùng trong một loài là một lần làm được là bao nhiêu cái đầu côn hấp. Rồi trong quá trình thực hiện thì kỹ thuật viên cùng với bác sĩ sẽ nên đặt những cái đầu côn vào những cái vùng mỡ mình cần hút. Rồi khi đó thì sẽ có cái cảm giác như là nó châm chích, nó đau, hơi đã gác nhẹ nhưng mà cái hiện tượng đó sẽ mất giảm trong vòng khoảng 5-10 phút là sẽ hết. Đó. Rồi khi hút rồi có cái lực hút vào cái đầu côn thì khi đó sẽ có hiện tượng mà nó nóng, nó lạnh, nó áp lạnh đó.
Thì cái lạnh thì nó giống như nãy lúc trước anh lúc mà đầu đã trình bày đó là nó âm khoảng 10 độ C, thì khi đó sẽ có quá trình đông vỉ mỡ làm chết những cái tế bào mỡ cần hút đó. Rồi sau thực hiện thì cảm giác nó hơi đau, hơi sưng gác nhẹ ở vùng mà cần đã thực hiện thôi. Rồi sau hiện tượng tới có thể hết sau vài ngày. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì khi mà chúng ta thực hiện cái phương pháp này thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì và có thể gặp phải những cái tác dụng phụ như thế nào ạ? Rồi cái liệu trình để cho một cái lần điều trị, một vị trí điều trị á, từ 2 đến 4 lần và cái khoảng cách giữa cái hai lần á, thì khoảng từ 6 đến 8 tuần. Thì cái điều này là cũng hợp lý thôi, tại vì cũng cần có thời gian cho cái mỡ, tế bào mỡ đã chết đó, là được đào thải ra ngoài. Thứ hai đó là kết quả ban đầu thì chúng ta có thể thấy, không thấy ngay lập tức. Vì tế bào mỡ cần được loại bỏ dần dần ra khỏi cơ thể. Thì có thể mất từ 2 đến 4 tháng để nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Rồi chúng ta cần lưu ý nữa là ở người béo phì hoặc là bụng quá to, quá cứng thì mỡ đóng cứng đó, thì khi đó cái hiệu quả sẽ chậm hơn và khi khó hút cái mỡ vào trong cái đầu phun được. Thì còn một vấn đề lưu ý nữa là sau khi phẫu thuật thì cần tiến hành đánh cái RF hàng tuần thì giúp cho làm săn chắc da thêm. Cùng với cái chế độ ăn uống, tập thể dục điều đặn hợp lý sẽ làm cho tăng hiệu quả của lần cutex của mình. Một số tác dụng phụ có thể gặp như là cái ban đỏ hoặc sưng bầm tím hoặc là đau tê, thì những tác dụng này thường hết trong vòng 2 tuần sau khi điều trị. Vâng, thưa quý vị, như những thông tin mà bác sĩ Tô Bảo Quốc đã chia sẻ thì giảm béo, tái tạo vóc dáng cơ thể bằng công nghệ cutex Defy rất an toàn và hiệu quả. Quý khán giả nên chọn các cơ sở uy tín, trang bị máy móc công nghệ đạt chuẩn với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ tư vấn và thực hiện liệu trình hiệu quả. Ngoài ra thì để đạt được hiệu quả tối ưu trong giảm cân cũng cần lưu ý chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học để đảm bảo giữ dáng sau khi thực hiện liệu trình. Những đối tượng nào nên sử dụng phương pháp này? Đây, kỹ thuật đông lạnh này không phải là để giảm cân, mà kỹ thuật này được để áp dụng khi mà khách hoặc là chúng ta đã có cái chế độ ăn uống và chế độ tập thể dục hợp lý, nhưng mà một số vùng trong cái cơ thể chúng ta nó chưa thực sự nó còn mở hoặc là nó chưa được đẹp theo như ý muốn á, thì chúng ta nên kết hợp thêm phương pháp này thì nó sẽ hiệu quả nhiều hơn. Chỉ định cho những người mà sức khỏe tốt, không có vấn đề gì thần kinh chỉnh hình, và chỉ dành cho những người có tích tụ mỡ khu trú ở một số vùng trong cơ thể như gì nói. Không khuyến khích cho khi mà đang cho con bú, hoặc là ở những người mà có cái da lỏng lẻo béo phì, hoặc có tình trạng bất thường về máu, rồi nhạy cảm đau, hoặc là kích ứng với nhiệt độ lạnh. Về chống chỉ định của cái phương pháp này là thứ nhất là ở phụ nữ có thai, hoặc là sau khi sinh và dưới 6 tháng, hoặc là đang có tình trạng thoát vị thành bụng hoặc là nhiễm trùng tại chỗ mình định làm cutex. Ngoài ra kỹ thuật cũng nên tránh thực hiện ở một số vùng có da có bị suy tĩnh mạch, tổn thương thần kinh trước đó. Những vùng da hay nổi ban cũng như hay đã có thương tổn. Đáp án cho câu hỏi ở chủ đề ứng dụng mesotherapy trong thẩm mỹ. Câu hỏi thông thường: mesotherapy được chia làm mấy nhóm chính? A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Câu hỏi dành cho khán giả về chủ đề loại bỏ mỡ thừa khu trú bằng công nghệ đông hủy lạnh. Câu hỏi ưu điểm của công nghệ cutex Defy. A, kỹ thuật không xâm lấn, không gây bỏng da, không gây tổn thương cho các sợi thần kinh, mạch máu, cơ và không cần nghỉ dưỡng sau thủ thuật. B, chỉ định được cho phụ nữ mang thai hoặc dưới 6 tháng sau sinh. C, thủ thuật cần phải dùng thuốc an thần hay gây mê trước khi tiến hành thủ thuật. D, không cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý với tập luyện thể dục thể thao duy trì. Cách thức tham gia. Bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger Fanpage Truyền hình Tây Ninh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thời gian nhắn tin: ngay từ lúc kết thúc chủ đề chứa nội dung câu trả lời được phát sóng trên TTV11 và các hạ tần số đến khi phát sóng số tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: CNSK, khoảng trắng, tên chủ đề, khoảng trắng, câu trả lời, khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng, số điện thoại nhận giải. Trong đó, CNSK là viết tắt của chuyên mục Cẩm nang sức khỏe. Ví dụ, CNSK, khoảng trắng, số số khuyết, khoảng trắng, A, khoảng trắng, Nguyễn Văn A, khoảng trắng, số điện thoại nhận giải. Bước 2, like chuyên mục Cẩm nang sức khỏe được phát sóng. Bước 3,
chia sẻ chuyên mục có nội dung câu hỏi về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công. Giải thưởng: có 3 giải thưởng cho 3 khán giả trả lời đúng và nhanh nhất tại mỗi chủ đề. Mỗi giải thưởng gồm một thẻ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng trị giá 500.000 đồng một thẻ. Thẻ chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng được sử dụng cho tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng, gồm cả các hạng mục khám nội và ngoại trú, được áp dụng trong các dịch vụ khám chữa bệnh đã thanh toán bảo hiểm y tế. Không chỉ được đăng ký và sử dụng cho bản thân mà còn có thể được dùng tặng cho người khác. Vui lòng cung cấp thông tin người được tặng, gồm họ tên, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thông tin bảo hiểm y tế của người được tặng lúc nhận thẻ khám bệnh. Số tiền trong thẻ được lưu trữ vô thời hạn và sử dụng tiếp cho các lần tái khám. Để được tư vấn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ hotline của Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng 02763 836 991 0941 696939.